Mới đây, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên có nhấn mạnh, cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương. Đây được coi là một trong những biện pháp để thực hiện công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, để duy trì sức mạnh và tính nghiêm minh, đảng đã và đang thường xuyên duy trì kỷ cương, kỷ luật thông qua xử lý hàng loạt cán bộ đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, 56 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật. Giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng luôn được nhấn mạnh và đề cao trong các nghị quyết của Đảng. Tôi cũng đã có một thời gian trong quân ngũ. Tôi thấy rất là thấm thía cái câu rất hay, đó là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Và tương tự như thế đấy, tôi cũng thấy rằng là kỷ luật cũng chính là sức mạnh của Đảng. Và Đảng lại càng phải gương mẫu đối với lại những cán bộ đảng viên mà do mình giới thiệu, mình rèn luyện, đào luyện lên. Mà nếu có những vi phạm thì vẫn phải xử lý. Và đó mới chính là sức mạnh của Đảng. Kỷ luật là chất gắn kết các thành viên trong bất cứ một tổ chức nào. Nếu không có kỷ luật thì không còn tổ chức nữa. Kể cả cái gọi là hiệp hội thôi ạ. Các hiệp hội nghề nghiệp, nếu như không có một kỷ luật thì cũng không tồn tại hiệp hội được. Trong trường hợp Đảng Cộng sản là bao gồm những phần tử ưu tú nhất trong công nhân, trong nông dân, trí thức và các tầng bất đồng khác. Cái sứ mệnh như sứ của Đảng Cộng sản, như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, về lãnh đạo toàn bộ cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, hơn lúc nào hết phải siết chặt kỷ luật của Đảng. Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của bất kỳ đảng cầm quyền nào. Với Đảng ta, điều này cũng không ngoại lệ. Và đã là đảng viên, phải tuyệt đối chấp hành điều lệ và những quy định của Đảng. Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, với cương vị Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, đồng chí Chu Hào đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết luận trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương không nằm ngoài việc đảm bảo tính kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Tôi biết đồng chí Chu Hảo khi chúng tôi ở trong Bách Khoa với nhau, đấy là một con người rất tốt, một gia đình cách mạng. Và chính vì phấn đấu tốt nên đã Đảng giao cho những trọng trách. Và chúng tôi mãi mãi tức là tôn trọng những cái hoạt động của đồng chí đó. Nhưng mà thời gian gần đây do rằng ta không chú ý đến những cái quy định của Đảng và nhà nước, thành đã sai phạm và những cái điều mà buộc Đảng phải thi hành kỷ luật. Đối với chúng tôi, những người quen biết, đấy là điều đáng buồn. Nhưng mà không có cách nào khác, đã gọi là kỷ luật của Đảng, đã cái gì mà Đảng quy định, chúng ta phải chấp hành. Trái những quy định đó thì tùy theo mức độ sai phạm mà có những mức độ kỷ luật khác nhau. Những đồng chí đã đứng đầu các cơ quan đảng nhà nước mà đừng nghỉ hưu, mà có những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị thì ảnh hưởng rất lớn ạ. Chính cái vị trí ấy tạo ra hậu quả rất lớn. Đây, vì thế tôi muốn nhắc, tôi muốn lưu ý rằng là tất cả các ông chí cán bộ, không trừ một cán bộ nào cả, đặc biệt là cán bộ cao cấp đã thôi giữ chức công việc, đến cùng mình vẫn giữ chức của Đảng. Bởi vì một phát biểu của họ, của những cán bộ cao cấp này, nó chạy ra khỏi cái đường lối chính sách, nghị quốc Đảng, ảnh hưởng rất lớn. Có thể là vừa qua chúng ta xử lý rất nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả những cán bộ, có cả đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng và nhà nước. Có thể rút ra được rất nhiều bài học sâu sắc, nhưng có lẽ trước tiên nó liên quan đến cả trách nhiệm của tổ chức Đảng và từng cá nhân đảng viên. Trước hết từng cá nhân đảng viên, anh phải gương mẫu, anh phải đi đầu, anh phải nghiêm túc thực hiện quy định của điều lệ Đảng và pháp luật của nhà nước. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã nêu rõ,
Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí là rất ngắn. Nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải hiểu rõ điều này. Duy trì kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh của Đảng là tiền đề của sức mạnh, đồng thời là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.